các hiện trường trong các vụ cháy. Sau khi các vụ cháy xảy ra, người ta đã tìm thấy bình ga ở trong ngôi nhà vẫn còn nguyên vẹn, không hề nổ, không hề cháy, đúng không ạ? Và ngay ở Hải Phòng của chúng ta, ở vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng, Hải Phòng của chúng ta đây thôi, người bị cưỡng chế đất đã dùng mìn tự tạo để kích hoạt nổ bình ga để làm gây sát thương, đúng không? Thế nhưng mìn nổ thì cứ nổ nhưng bình ga không hề nổ. Như vậy trong thực tế nổ bình ga rất khó nổ, hầu như không có. Và bởi vì các đồng chí biết tại sao, bình ga nó chỉ là bộ phận chứa ga và nó chỉ nén cái áp suất từ 6 đến 8 atmosphere thôi, và nó không hề có kích nổ gì cả, và nó đã thiết kế cái vỏ bình rất là chắc rồi, đúng không ạ? Bởi vậy không hề, không, trong thực tế không diễn ra nổ, chỉ nếu có nổ chỉ nổ ở bình ga mini mà thôi. Đấy, lưu ý các đồng chí là như vậy. Nổ khí ga, và thưa các đồng chí rằng nổ khí ga hiện nay là một vấn đề nóng và được xã hội rất quan tâm. Hầu như trên khắp các tỉnh thành thành phố của nước ta đều diễn ra nổ khí ga. Và vụ điển hình nhất các đồng chí biết đó là gì không? Đó là vụ xảy ra vào ngày 25 tháng 11 năm 2011 tại số nhà số 25 phố Tạ Quang Biểu, xảy ra vào ngày 22 tháng 11. Và trong cái vụ nổ này, khi người phụ nữ ở trên gác đi xuống đã ngửi thấy mùi khí ga rất nồng nặc rồi, thì theo thói quen chị bật điện, vô hình dung là có tiền ở điện, và toàn bộ khối khí ga đã dò dỉ ra ngoài, đã phát nổ, và căn nhà đã bị sập, căn nhà 3 tầng sập hoàn toàn, và hai đứa con đã chết ngay tại chỗ, hai vợ chồng bị thương bỏng rất nặng. Để ngăn chặn nó, trước hết chúng ta phải biết nguyên nhân nó là do đâu đã, đúng không ạ? Và thưa các đồng chí rằng chỉ có mấy nguyên nhân sau đây, rất đơn giản thôi. Nguyên nhân thứ nhất là do nhà cung cấp thiết bị ga của chúng ta cung cấp những thiết bị không đảm bảo chất lượng. Ví dụ như bình ga quá cũ, tái sử dụng nhiều lần, han rỉ và không được kiểm tra kiểm định, dẫn đến rò rỉ khí ga ra bên ngoài. Nguyên nhân thứ hai là do van bình ga chúng ta quá cũ hoặc chất lượng kém, do lắp đặt không đúng quy cách, chặt quá hoặc lỏng quá cũng dẫn đến sự rò rỉ khí ga ra bên ngoài. Và nguyên nhân thứ tư đó là do ống dẫn ga của chúng ta. Theo quy định thì cứ 2 năm phải thay một lần. Thế nhưng chúng ta để lâu quá nó sẽ bị rạn nứt, và để thức ăn bám vào, chuột sẽ cắn và dẫn đến rò rỉ khí ga. Và nguyên nhân thứ tư là do chính người sử dụng chúng ta. Chúng ta sử dụng những cái bếp không rõ nguồn gốc xuất xứ, chất lượng kém, và do trong quá trình sử dụng không đúng quy cách. Tất cả những nguyên nhân đó đều dẫn đến sự rò rỉ khí ga. Và khi các đồng chí lưu ý rằng khi khí ga bị rò rỉ ra bên ngoài môi trường, với một cái đặc điểm là khí ga nặng hơn không khí từ 1,5 đến 1,7 lần, thì nó dần dần nó sẽ đẩy không khí ra ngoài và nó sẽ chiếm trong cái không gian ngôi nhà đó. Khi nó chiếm không gian ngôi nhà đó ở ngưỡng dưới 30%, nếu gặp tia lửa điện hay nguồn nhiệt nó sẽ bị cháy. Và khi nếu nó chiếm ở ngưỡng trên 30%, nếu gặp nguồn nhiệt hoặc gặp tia lửa điện thì nó sẽ phát nổ. Và cái áp suất nổ của nó thì cái công chức công phá của nó có thể so sánh tương đương với một quả bom. Bởi vậy, thưa các đồng chí rằng cái vụ điển hình đó là vụ ở số nhà 25 Tạ Quang Biểu tôi vừa nêu, đúng không ạ? Và cũng rất may gần đây thì các chuyên gia của Bộ Công an và các chuyên gia Nhật Bản đã sáng chế ra một loại thiết bị được gọi là thiết bị cảnh báo sớm sự rò rỉ khí ga. Tức là thiết bị này khi lắp ở trong nhà, nếu có sự rò rỉ khí ga ở ngưỡng còn an toàn thì nó sẽ báo chuông. Ngưỡng an toàn đó là từ 5 cho tới 15%, tức là từ 5% trở lên nó sẽ báo. Được. Khi người thấy mùi ga của này thì nó sẽ báo chuông. Và khi nào hết mùi người thấy mùi ga thì nó mới tắt chuông. Vẫn còn ga. Nó báo rất lâu. Mỗi khi nào hết ga thì nó sẽ tắt chuông. Hết người thấy mùi ga. Nếu chúng ta lắp thiết bị này trong nhà, khi thiết bị này báo chuông, có nghĩa là có sự rò rỉ khí ga. Thì trong trường hợp này các chuyên gia khuyên chúng ta phải làm những việc sau đây. Trường hợp thứ nhất, khi chúng ta ở nhà mà chúng ta nghe thấy tiếng thiết bị này báo, tức là mới bắt đầu, nó mới bắt đầu đổ chuông, đúng không? Tức là có nghĩa là khí ga ở trong nhà chúng ta mới bắt đầu bị rò rỉ ra ngoài, thì ở ngưỡng này còn an toàn. Bởi vậy lúc này chúng ta có thể gọi điện thoại được, tắt bật các thiết bị điện được, tức là chúng ta có thể làm bất kỳ việc gì. Và chúng ta, việc đầu tiên là chúng ta tiến tới vị trí nguồn ga, tức là vị trí bình ga, chúng ta khóa van bình ga lại nếu van bình ga chưa khóa. Sau đó chúng ta gọi điện cho tới nhà cung cấp ga để xử lý, đúng không ạ? Thế còn trường hợp thứ hai là chúng ta đi làm về mà chúng ta nghe thấy tiếng thiết bị này báo, tức là chúng ta không biết nó báo từ bao giờ, có nghĩa là sự rò rỉ khí ga ở nhà chúng ta ở ngưỡng nào chúng ta không biết. Bởi vậy trong lúc này chúng ta phải làm các bước sau đây. Bước thứ nhất là chúng ta tuyệt đối không được bật hoặc tắt bất kỳ một thiết bị điện nào, cũng nếu trời tối cũng không được dùng đèn pin hoặc không được dùng điện thoại có chức năng soi sáng để soi, và cũng không được gọi hoặc
hoặc nghe bất kỳ một cuộc điện thoại nào. Thưa các đồng chí, rằng ở bước này nếu chúng ta chỉ cần kích hoạt một trong các thiết bị đó lên thôi, chắc chắn rằng khối khí ga nếu còn xảy ra nhiều nó sẽ phát nổ. Bởi vậy tuyệt đối như thế, tuyệt đối là bước thứ nhất. Bước thứ hai là chúng ta dùng khăn mùi xoa hoặc dùng khăn ướt, chúng ta bịt cái miệng, sau đó chúng ta tiến vào vị trí nguồn ga, chúng ta khóa van bình ga lại nếu van bình ga chưa khóa. Bước thứ ba là chúng ta hãy mở tất cả các cửa ra, nhưng lưu ý là chúng ta mở thật nhẹ nhàng, chỉ cần một sự va chạm nhỏ của bản lề thôi, ma sát nhỏ thôi cũng gây đến cháy nổ khí ga ngay lập tức. Bởi vậy chúng ta phải mở thật nhẹ nhàng cánh cửa ra. Và bước thứ tư là chúng ta dùng quạt tay hoặc dùng mũ nón hoặc kính tấm biển, chúng ta quạt hết cho khí ga thoát ra môi trường bên ngoài cho đến khi thiết bị này không đổ chung nữa thì thôi. Và sau đó chúng ta hãy ra ngoài và gọi điện thoại cho nhà cung cấp ga để xử lý. Các đồng chí nhớ lưu ý 4 bước như vậy. Lưu ý các đồng chí rằng tuyệt đối không được bật hoặc tắt bất kỳ thiết bị nào khi phát hiện ra sự rò rỉ ga, kể cả bằng thiết bị hay kể cả bằng mũi cũng vậy.